Mời kính giới thiệu vị đại diện cho gia chủ trong buổi chiều nay, xin được trân trọng kính mời anh Bước Phúc tân đăng sĩ năm tăng tang mà nắc vân khi nào Bước Phúc khi nào là oai anh cùng đoàn toàn bộ khi nào Bước Mai tu tòng kẻ tòng cùng hai từ cặp nhất à bờ rồi thì tân đăng sĩ nồng Bước Phúc nào là oai toàn bộ tầm nạp ơn silang nang si kep seluai perendu si lewai neng kronyam di si ukronyam di gengkan nibrah si tom nibrah hai bukong usual kadang si setelah deng si pungtung tam mo nibrah si nedang kep setelah deng si nam patmon si nyisai tam koin zu au si lệch đăng chỉ chưa nhìn say thằng ơi cướp đăng xì mòn băng sập tàng ăn nào sệt lâu ấy mà lên ngót phần bồn đòi thì hè xì biết mà break bình xì mới thằng ơi chưa đăng chỉ hên chỉ kẹt đưa chậm đưa đệ xì bờ thì đệ thằng ơi chỉ nằng tiệt ngọn chỉ đăng chỉ khi nào thấy sai sót chỉ cái đi thông cảm ăn mặc sai chỉ còn giờ hên cướp tầm tang giờ sệt lâu ấy chỉ mà lại có phùng hè chưa đăng chỉ thằng nào lâu ấy tu chân du chỉ cụ đều thấy cứ thấy hân cho đất thấy sệt chỉ đăng chỉ thằng cũng đặc biệt cũng mungkin anh em chỉ cần sự bảo vệ chỉ cần đàn ông cả mẹ chỉ cần bảo đàn ông chào anh xin được chân thành cảm ơn qua bài phát biểu ngắn gọn đầy chứa chan tình cảm của anh Bước Phúc trong buổi trưa hôm nay. Bao nhiêu lần lời chân tình, những lời cảm tạ gia đình của chúng tôi gửi chào một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, chúc mừng lửa được không nào? Thưa quý vị, mái nhà luôn là tổ ấm yêu thương, là nơi trốn bình yên sau những lao động vất vả bốn ba trong cuộc sống. Có được ngôi nhà tức là đánh dấu sự thành công không ngừng nghỉ của gia đình cô chủ mượn mệnh hướng của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Với những thành công phát triển không ngừng nghỉ của nhà hàng ân tình của chúng tôi, cũng nhờ sự đóng góp ủng hộ rất là nhiều quý vị khách quý để nhà hàng ân tình của chúng tôi mỗi ngày càng tiến lên và phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Ý bí các đăng sĩ tên đăng sĩ Côn Dơ xin bước mệ hương nhốt đăng sĩ món quà tập hướng sĩ nhà hàng ân tình nè xin phát tông tầng nghi huyên tơ tơ hè xin hành tâm áp xương kê mà thương nằm ác đăng ân được cùng là tên bộ tầm nạc ẩn. Thưa quý vị, có câu nói như thế này: ổn định thì hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy việc nào cũng to. Ổn định tức là tất cả chúng ta tìm cho mình một công việc thật là vững chắc để nuôi sống bản thân, và hỏi vợ là những giây phút để tất cả chúng ta cùng nắm tay người mình yêu đi đến đài hoa hạnh phúc, phải không ạ? Và làm nhà cũng là rất là quan trọng. Ông cha ta thường nói rằng an cư thì mới lập nghiệp, quả đúng như thế.